Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị bắt. Theo AFA, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã bị khởi tố và bắt giam vào ngày 24 tháng 12 do lợi dụng chức vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo vụ án liên quan đến vi phạm quy định về tài nguyên và lợi dụng chức vụ tại công ty Trung Hậu Tổng 68, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang. Ông Bình can thiệp chỉ đạo giúp công ty này được cấp giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên, gây thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều người liên quan đã bị khởi tố về các tội danh như nhận hối lộ, vi phạm quy định về tài nguyên và in phát hành hóa đơn trái phép. Công ty Trung Hậu Tổng 68 cũng bị buộc tội thu lời bất chính 253 tỷ đồng từ khai thác vượt quy định. Toàn bộ vụ án là kết quả của cuộc điều tra liên quan đến hàng loạt vi phạm trong quản lý tài nguyên và chức vụ ở tỉnh An Giang.